Món ăn phở Tái Lăn không biển hiệu, không số nhà nhưng vô cùng đông khách. Hôm nay cùng chúng nhật Master Chef check nhá. Hôm nay mình đi ăn phở Tái Lăn này, theo các bạn founder nói là quán này phải ngon cực kỳ. Đây mới gọi là Thái Lan. Khi cho lên mỗi người là thấy ngay cái mùi khói đặc trưng của Thái Lan. Cứ dùng thì ngọt sâu, chỉ cần cho thêm tí cay và nữa là xong. Mà đây là còn tương ớt nhà làm đấy nhá. Thịt ở đây to, nguyên miếng này, ngon này. Bánh phở to này, mịn này. Đây có cả đậu hành trần, cá cái mồm. Và đặc biệt ở đây khi khách vào order thì người ta mới xào thịt. Bao nhìn đến ngay ngoài có một mama tổng quản chiên để đứng xào thịt bò. Mình là thằng nghiện phở, cứ đi ăn ở đâu mà thấy cái bánh phở to này, mềm mịn dai không bở này là sướng rồi. Thịt thấy nó mềm cháy xém xém lắm, rất là thơm mùi khói. Đặc trưng của phở Thái Lan là phải xào xém cho nó hơi cái mùi khói lên thì nó mới là Thái Lan. Quán thì cũng rộng rãi đấy. Đông, nhìn nồi nước dùng là biết là chín bạn nhá. Nhưng có quả bánh phở to 10 điểm. Các bạn có biết tại sao mình cho điểm tuyệt đối thế không? Ngoài bánh phở to ra, ở Hà Nội này đố bạn tìm được một hàng phở Thái Lan nào cũng ngon mà giá lại hợp lý như thế. Có 40.000 thôi các bạn ạ.